chấn động, tiên tri báo trước. Sự thật đúng trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, có lộc trời cho, giàu có nổi tiếng, tiền vàng chất núi, giàu sang số 1 thiên hạ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 thân mến, cái gì xảy ra vì nó cần phải xảy ra, đôi lúc nó xảy ra để ta hết nợ đời. Thỉnh thoảng nó xảy ra để ta nhìn thấu lòng người, nhưng chủ yếu dạng sự trên đời diễn biến dần xoay là để rèn tâm luyện tính, khơi dậy những mầm khả năng tiềm ẩn. Rồi sau đấy bạn vượt qua thì mới xứng đáng được chiến thắng, có được sự hạnh phúc bên một người xứng đáng, cùng vật chất về tay. Gửi Kỷ Mùi, một người đang bần thần, bồi hồi, hối hận, nếu mọi khó khăn đã nếm trải rồi, tức sự chuyển cảnh đã ở rất gần bạn thôi. Cứ thư thả mà ngắm nhân gian trả nợ đời và đợi những tia sáng mới nhé. Tôi biết hầu hết Kỷ Mùi ở đây đã dành nửa đời qua vất vả ngược xuôi để theo đuổi danh vọng tiền tài hay sự giàu sang quyền quý. Có rất nhiều người đã đạt được, nhưng cũng còn rất nhiều người đến giờ vẫn tay trắng. Hoàng tay trắng rồi thì cũng có người đạt được danh vọng tiền tài đấy, nhưng vẫn chẳng thấy vui, vẫn chẳng thấy hạnh phúc. Còn có người tiền tài danh vọng chẳng có, nhưng cuộc sống vẫn an nhiên, êm đềm qua ngày. Cuộc sống này quá thật là khó hiểu. Và anh chị tuổi Kỷ Mùi đến nay đã trải qua hơn 50 năm cuộc đời, có bao giờ tự hỏi liệu đến cuối đời mình sẽ như thế nào không? Có được sống trong vinh hoa hay nghèo khổ nhục nhã? Tôi đoán rằng không chỉ Kỷ Mùi mà bất cứ ai cũng đều xuất hiện câu hỏi này trong đầu ít nhất một lần. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tuổi Kỷ Mùi biết được điều này thì cũng là lúc cải bận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, giàu sang phú quý. Và đặc biệt người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 còn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai. Có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi thân mến, thập toàn thập mỹ là thứ khó có được trong bất kỳ chuyện gì của nhân sinh. Kỷ Mùi ra khỏi nhà đi ăn sáng còn có xác suất rủi ro, bị hỏng xe, bị rớt ví, đến được quán cũng có xác suất này, chủ quán nhậu phải đồ ôi vậy là ngộ độc. Lăn lộn suốt ngày dài, chuyện đi ăn sáng còn lắm sai số có thể xảy ra như vậy, thì việc muốn một thứ gì đó hoàn mỹ trong tay luôn là một việc không tưởng. Vậy nên khi Kỷ Mùi quyết làm một điều gì đó, cái mà Kỷ Mùi có thể làm chỉ là chấp nhận mọi rủi ro mà nó có thể xảy ra, sau đó nhắm mắt nhắm mũi mà làm. Nghe hơi có vẻ ngu si một tí, nhưng thực tế trong cái sự chấp nhận rủi ro đó cũng rất là Kỷ Mùi đã tính toán hết những gì có thể xảy ra rồi. Tôi không thích cái suy nghĩ nửa đời rồi già rồi sao không cứ bình bình mà trôi. Ta không cố gì bản thân, thì trên còn có tăng sinh phụ mẫu, dưới thì còn có một bầy con, thế hệ sau đang trông chờ, và giờ là thời điểm vàng để có thể cứu đó. Là lúc sức khỏe Kỷ Mùi hãy còn, sức trẻ Kỷ Mùi vẫn có, sức bền Kỷ Mùi cũng duy trì được. Chứ để thêm vài năm, lúc đấy cơ năng trong cơ thể Kỷ Mùi bắt đầu trì trệ, khi đó mới muốn đấu một trận thì quả thật đậm chất bô lão và gắng cố quá mà dễ gãy người. Vấn đề của Kỷ Mùi là gì? Một là họ không biết bắt đầu từ đâu để thay đổi hoàn cảnh, hai là có thể là một thời gian họ sẽ mất đi động lực để duy trì, hoặc giả chưa hiểu rõ các khái niệm kỷ luật cách thức để có được sự nhất quán trong hành vi, trong suy nghĩ khi nhập cuộc. Ba là có thể họ có tham vọng, nhưng hiện giờ họ hơi hèn đi một tí vì đời giả cho nhiều quá, cũng bắt đầu mòn đi một thẹo vì tuổi tác. Môi trường xung quanh, những kẻ bàn lùi cũng có chút sợ nhiều hơn một xíu, vì lỡ thua thì những trách nhiệm trồng chéo trên vai sẽ phải xử lý kiểu gì. Tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 cầm tinh con dê trong số 12 con giáp. Tuổi Kỷ Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn ra trông rộng và khả năng phân tích nhẹ bén. Kỷ Mùi 1979 thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận, chu đáo, mang đều hoài bão. Đặc tính của can kỷ, một số Kỷ Mùi ít muốn đảm trách đại sự, thích an phận thủ thường. Người tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh thiên thượng quả, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi điều thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt không có tâm cơ cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Kỷ Mùi luôn sống hết lòng với bạn bè,
nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Người thiên thượng quả rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng quả mà có nhiều cách tinh tại mệnh, nếu đứng ngôi chủ và thời bình bàn dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng quả mạng kỷ mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới. Tuổi kỷ mùi là những người thiên sống về nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với kỷ mùi không phải là cuộc sống giàu sang sung sướng, mà là một người sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp kỷ mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Tính cách người tuổi kỷ mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu. Chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu là lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã, tủi thân. Nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng, khi lạnh. Với người mình yêu, kỷ mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc học hành thì họ cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào. Họ cũng không tính toán nhẫn nhịn hết mức, đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thắm thiết hơn, luôn một lòng, một dạ cùng người ấy gây dựng tổ ấm gia đình. Tuổi kỷ mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hão huyền hoặc xa rời. Thực tế, họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát trong lành của thế giới. Tự nhiên cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư dẫy dùng giữa biển khơi. Kỷ mùi khó có cuộc sống giàu sang phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ vất vả. Những người này rất tốt bụng, sẵn sàng sẽ chia tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó, thì kỷ mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Tính cách của người kỷ mùi khá thăng trầm thận trọng trong mọi việc, dù tâm hồn mơ mộng yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy củ theo từng bước, chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng, chăm sóc cho mọi người, nên hiếm khi xảy ra tranh cãi bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội hay lo lắng, nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Người tuổi kỷ mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ mùi thường rất được mọi người yêu mến vì sự từ tốn và tính cách hiền diệu của họ. Họ là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác, vì thế họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ, với cuộc sống sung sướng đủ đầy tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của kỷ mùi có nhiều biến động, đặc biệt về vấn đề tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, rồi tuổi kỷ mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc vĩnh cửu. Tuổi kỷ mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ. Thậm chí, kỷ mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình. Kỷ mùi được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Họ là những công tử phân minh khi làm việc, tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi kỷ mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải vì họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập an nhàn, không chịu áp lực quá lớn của công việc. Tuổi kỷ mùi rất biết tôn trọng, tôn ti trật tự,
tính trên nhường dưới, dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn luôn tươi cười, chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có trí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên, mà luôn cố gắng hết sức mình bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định hành. Sự cẩn trọng, dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ, thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng không dễ tin người, mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại, thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch, mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người kỷ mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Vận số cuộc đời tuổi kỷ mùi có thăng có trầm, thời trẻ nhiều vất vả, nhưng đa số về già có cuộc sống an nhàn bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông tuổi kỷ mùi sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi kỷ mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung niên là lúc vận mệnh của tuổi kỷ mùi thay đổi sang một giai đoạn mới. Tuổi kỷ mùi thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, quan hệ xã hội cũng tương đối tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn không những biết xử lý tình huống khéo léo, mà còn biết cách giao tiếp, biết trước, biết sau, khiến ai cũng thoải mái dễ chịu. Nhờ vậy mà bất kể làm việc gì, tuổi kỷ mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những ổn định, tài vận dồi dào, mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa. Càng lớn tuổi càng sống thoải mái và an nhàn. Cuộc đời của kỷ mùi nam mệnh được quý nhân nâng đỡ tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an thuận lợi. Có điều, nam kỷ mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, hãy nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Người tuổi kỷ mùi nữ mệnh thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi kỷ mùi sinh 1979 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, người tuổi kỷ mùi có dịch mã tọa mệnh. Dịch mã vốn là một hung thần, nó mang tới điểm xấu trong mọi mặt của cuộc sống. Nó khiến chúng ta phải chạy đôn chạy đáo lo lắng mọi việc. Nhưng nếu tháo giác, con người sẽ có thu hoạch khá bất ngờ và hậu hĩnh. Dưới tác động của cục diện lệnh lâm suy, con giáp này có tư tưởng an phận, hài lòng với những gì mà mình đang có. Tuổi kỷ mùi thích dành thời gian để hưởng thụ cuộc sống hơn là cố gắng phấn đấu cho bằng người này người khác. Hơn nữa, khi đứng trước các cơ hội, kỷ mùi cũng thường xuyên lo lắng, tự ti, không dám tin tưởng vào khả năng của bản thân. Tuổi kỷ mùi có thể hy vọng vào hoàng cát tinh, mang ý nghĩa ơn huệ của nhà vua, đường cầu danh quan lộ của bản mệnh sẽ gặp nhiều thuận lợi. Theo tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, thì thầy tử vi bật mí rằng người tuổi kỷ mùi sẽ trải qua một khoảng thời gian khá trầm lắng và chưa có bước phát triển nào đáng kể. Các kế hoạch có dấu hiệu dậm chân tại chỗ, nhưng chính kỷ mùi cũng không tìm thấy động lực để thúc đẩy bản thân khắc phục tình trạng trên. Tình hình tài chính dù không đến mức sa sút, nhưng cũng khó có thể phát triển. Trong thời điểm này, kỷ mùi thường xuyên thay đổi các quyết định của mình, nên công việc nào cũng dở dang, khó thu lại thành quả như ý. Việc thường xuyên trần trừ do dự cũng sẽ khiến kỷ mùi bỏ lỡ những cơ hội kiếm tiền. Tuy nhiên, theo tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi kỷ mùi cho thấy rằng tình cảm lại là điểm sáng không thể bỏ qua trong vận trình của bản mệnh. Con giáp này nhận ra xung quanh mình luôn có người yêu thương giúp đỡ, sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn. Bản mệnh rất cảm động và mong muốn đáp lại đối phương một tình cảm tương tự. Và tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi kỷ mùi sinh 1979 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi kỷ mùi sinh 1979 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi kỷ mùi cho thấy nguyệt lệnh lâm suy gây nhiều tác động xấu đến tinh thần và sự nghiệp của người tuổi kỷ mùi.
Thời điểm này, bạn mong muốn được an phận thủ thường chứ không muốn đấu tranh hoặc gây thù chuốc oán với bất cứ ai. Tuổi Kỷ Mùi nghĩ rằng mình đang cư xử dĩ hòa vi quý, nhưng thật ra hành động đó đang khiến bạn dần làm thui chột khả năng và chính kiến của mình. Bạn cần phải đứng lên thể hiện bản thân và quan điểm của mình đúng lúc thì mới khẳng định được vị thế trong tập thể. Khi đứng trước các cơ hội, bản mệnh cũng nên nhắc nhở bản thân tự tin và chủ động nắm bắt hơn, đừng nên đánh giá thấp khả năng của mình. Cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ, tức là đã nhìn thấy tiềm năng nơi Kỷ Mùi. Chỉ cần Kỷ Mùi chịu cố gắng phấn đấu, bạn sẽ dần phát hiện ra những khía cạnh chưa từng biết tới của mình. Dịch mã cũng cho thấy, thời điểm này tuổi Kỷ Mùi chăm chỉ làm việc, không ngại xông pha thì bạn có thể đạt được những thành tích mà đến chính mình cũng không ngờ đến. Hãy coi khó khăn vất vả là yếu tố không thể thiếu trong quá trình rèn luyện hoàn thiện bản thân. Xem tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi thấy rằng, một số người tuổi Kỷ Mùi hoang mang với con đường tương lai, thì bạn có thể hỏi xin ý kiến của những người đi trước. Đừng vội vã chạy theo bước chân của bất cứ ai, đồng thời hãy dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của chính bản thân mình, bạn sẽ biết đâu là điều mình thật sự hướng tới. Ngoài ra, còn có dịch mã động tinh tọa mệnh, tinh tú này đại diện cho sự thăng tiến, thay đổi, vận động và di chuyển. Có thể thấy công việc thời điểm này của bạn sẽ có điểm thay đổi lớn, có thể thay đổi công việc. Người làm văn phòng e phải hành tẩu Nam Bắc thì công việc mới thuận lợi. Dịch mã tinh nhắc nhở chúng ta rằng, có làm chủ được vận mệnh mình thì bạn mới mong có được thành công. Nó vừa là thách thức, vừa là cơ hội, yêu cầu chúng ta phải thay đổi. Xét về phương diện tài lộc, của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, phương diện tài lộc khá ảm đạm trong tháng, chủ yếu là do Kỷ Mùi thiếu đi tinh thần hăng hái tích cực. Chủ động đối diện với khó khăn và nắm bắt các cơ hội, người làm kinh tế thường xuyên trần trừ do dự vì sợ rằng khả năng của mình không đủ. Chính vì vậy mà bạn thường xuyên bỏ lỡ thời cơ tốt vào tay đối thủ, chứ thực tế nếu Kỷ Mùi chưa thử sức mình, thì bạn sẽ chẳng thể biết khả năng của mình đến đâu. Con giáp này không nên quanh quẩn mãi trong vòng an toàn và tự hạn chế khả năng của mình. Ngoài ra, mặt tài vận khá tốn kém vì dịch mã động tinh sẽ đem tới điểm báo di chuyển thay đổi. Có thể bạn sẽ phải tiêu tiền cho việc chuyển nhà hoặc đi lại khá nhiều. Muốn có được sự giàu có, chúng ta phải làm ra từ chính đôi bàn tay của mình. Thời điểm này, tuổi Kỷ Mùi thật sự gặp khó khăn trong việc suy tính xem mình giới chi tiêu thế nào. Bởi bạn không thích những cuộc tranh luận về tiền nong. Với Kỷ Mùi, tiền dùng để chi tiêu như thế nào cần phải chi tiết và rõ ràng. Tuy nhiên, những việc bất ngờ xảy ra trong thời điểm này lại khiến tuổi Kỷ Mùi không thể chủ động túi tiền của mình. Vì thế, điều này khiến bạn cảm thấy bức bối. Dịch mã cho thấy, muốn kiếm được tiền vào đầy túi thì thời điểm này Kỷ Mùi không nên sợ vất vả bôn ba. Nhiều khi những sự cố bất ngờ xuất hiện lại là lúc bạn biến nguy thành cơ hội để khẳng định bản lĩnh của mình. Khi bạn đã gây được tiếng vang trên thị trường thì lượng khách hàng đổ về ngày một đông đúc hơn. Thời điểm này, đồng tiền chưa thực sự dư giả thì bạn hãy chú ý hơn đến chuyện chi tiêu, tốt nhất chớ phung phí chạy theo thị hiếu của thị trường. Sức khỏe bất ổn sẽ khiến bạn phải tốn một khoản để chạy chữa, vì thế nhớ để sẵn một khoản dự phòng. Xét về phương diện sức khỏe, của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong 6 ngày cuối tháng âm lịch. Căn cứ tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi nhận thấy, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này. Bản mệnh thường xuyên thấy mệt mỏi và lo lắng, nên không muốn làm bất cứ việc gì. Dù không có sự cố nào lớn xảy ra, nhưng Kỷ Mùi vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Con giáp này cần rèn luyện cách suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn, như vậy thì bạn mới có thể cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Còn nếu lúc nào cũng đắm chìm trong những suy nghĩ bi quan, bệnh tật, thì bạn sẽ chỉ ngày càng thấy mệt mỏi hơn thôi. Nếu mắc bệnh trong khoảng thời gian này, Kỷ Mùi cũng nên chủ động chạy chữa, đừng vì sợ hãi mà tìm cách kéo dài thời gian. Càng chữa bệnh sớm thì Kỷ Mùi sẽ càng khỏi bệnh sớm. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ, của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Căn cứ tử vi trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi thấy rằng, phương diện tình duyên lại là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Kỷ Mùi. Trong cái rủi có cái may, bạn có thể nhận ra ai là người tốt bụng chân thành với mình và sẵn sàng cùng mình vượt qua mọi khó khăn.
Người độc thân phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn. Có những lúc bạn muốn buông xuôi, phó mặc số phận để mọi việc được đến đâu thì đến. Nhưng chính những lúc như thế này lại có người xuất hiện, truyền thêm cho bạn động lực giúp bạn tin tưởng hơn vào bản thân. Những việc người đó làm có thể khiến Kỷ Mùi cảm thấy rất cảm động. Bạn cũng nhận ra được những cảm xúc chân thành mà đối phương dành cho mình. Vì thế, nếu có thể hãy cho người ấy cơ hội được ở bên bạn và hiểu thêm về bạn nhé. Với những người có đôi có cặp, Kỷ Mùi cũng nhận được sự động viên và an ủi của người ấy mỗi khi gặp khó khăn. Nhờ có đối phương mà bạn được tiếp thêm dũng khí và động lực để đối diện với những điều chưa biết trước. Bát đũa còn có lúc xô, nên gia đạo vẫn còn có chút xáo trộn, thì phi nhỏ có thể do lời qua tiếng lại mà sinh ra. Vậy nên bản thân và mỗi thành viên hãy biết kiểm soát cảm xúc, thấu tình đạt lý, đồng lòng đồng sức để giảm sự hung hại của thời điểm này. Biết kính trên nhường dưới, gia đình sẽ luôn hòa. Ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xem tử vi từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, dự báo tuổi Kỷ Mùi hung cát đang xen, vận trình lên xuống, vận trình công việc vừa có dấu hiệu khởi sắc thì lại gặp phải trở ngại xuất hiện. Kẻ tiểu nhân ngáng trở khiến cho con giáp này phải rất vất vả mới có thể giữ được những gì mình đang có. Tuy nhiên, không vì chông gai mà bản mệnh mất đi sự quyết tâm và ý chí. Thời điểm 2 ngày đầu, vận trình tài lộc không may mắn cho lắm. Về cơ bản, tình hình tài chính không có dấu hiệu gia tăng. Bản mệnh sẽ phải khá đau đầu trong việc cân đối chi tiêu sao cho hợp lý. Nếu không tỉnh táo và sáng suốt, có thể đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến việc tiền bạc bị hao hụt. Chính vì vậy, người tuổi Kỷ Mùi cần lưu ý nhiều hơn trong chuyện chi tiêu hàng ngày. Nhất là không nên dễ dàng cho người khác vay mượn tiền của mình, bởi có thể tiền ra khỏi túi là một đi không trở lại. Song bản mệnh không cần phải quá lo lắng, bởi mọi chuyện dần được cải thiện vào những ngày cuối cùng của thời điểm này. Tài lộc có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Đường tình duyên kém sắc, đào hoa ảm đạm. Người độc thân dù được nhiều người giới thiệu cho đối tượng tương xứng với mình, nhưng tình cảm khó có thể phát triển lên được thành tình yêu. Mối quan hệ chỉ ở mức trên tình bạn mà thôi. Tình yêu đôi lứa nếu thiếu sự tin tưởng thì sẽ rất dễ bị những lời gièm pha tác động đến mình. Vì vậy, tuổi Kỷ Mùi cần phải bảo vệ tình cảm của mình trước những sóng gió. Quý nhân là tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn 8, cam. Con số may mắn 91, 55, 60 và 24. Tử vi từ ngày 28 đến hết tháng 8 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Tử vi của tuổi Kỷ Mùi trong những ngày cuối cùng trong tháng 8 âm lịch cho thấy con đường sự nghiệp có nhiều áp lực, nhất là khi thất sát tinh lâm vào hãm địa. Nó đại diện cho ý chí và áp lực mà môi trường xung quanh đặt lên bản mệnh. Công việc bận rộn và có quá nhiều người đang kỳ vọng vào bạn. Người tuổi Kỷ Mùi không còn cách nào khác là đương đầu và vượt qua nó. Khi làm việc dù gặp phải khó khăn, bạn cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại dựa dẫm vào ai. Phong cách làm việc độc lập, vững vàng, khiến bạn hơi cô độc trong đội ngũ của mình. Vận trình tài lộc phụ thuộc khá nhiều vào chính đôi bàn tay của người tuổi Kỷ Mùi, bởi gánh nặng từ công việc đưa ra rất lớn, khiến tuổi Kỷ Mùi phải bắt trên mình con số lớn hơn bạn tưởng tượng. Mà doanh thu lợi nhuận cứ ngày một dồn ép, nếu có thể dùng bản lĩnh và lòng kiên cường để vượt qua thì vận tài chính của bạn mới có hy vọng. Tuổi Kỷ Mùi không thích tranh luận đấu khẩu với người khác. Phương châm sống của bạn là một điều nhịn bằng chính điều lành. Vận trình tài lộc của bạn không có nhiều sóng gió, bởi bạn luôn hướng tới tâm thái chi tiêu an nhàn. Tử vi những ngày cuối cùng trong tháng 8 âm lịch của 12 con giáp được dựa trên lý luận vận mệnh của 24 tiết khí, trong đó mỗi tiết khí cho một thiên can làm chủ vận, mà luôn có sự xoay vòng từ cát đến hung và ngược lại. Như vậy các bạn có thể dự đoán được vận mệnh hung cát của mình trước một tuần. Tử vi tuổi Kỷ Mùi trong thời điểm này về vận tình duyên cũng sẽ có ít nhiều được cải thiện. Đó là nhờ thất sát lâm hãm địa, đem tới tinh thần gánh vác rất lớn cho con người. Người có gia đình trở nên kiên nhẫn hơn trong các mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày. Người độc thân thì kiên cường và có sức hấp dẫn mà thu hút người khác giới. Người tuổi Kỷ Mùi không dễ dàng nói lời yêu hoặc thích trừ khi thật sự thích đến cực điểm.
Còn nếu không muốn bạn thổ lộ là chuyện không thể, nhưng một khi quyết tâm thổ lộ thì Kỷ Mùi sẽ vận dụng hết trí não để thể hiện tình cảm. Quý nhân là tuổi Mão và Ngọ, tiểu nhân là tuổi Tý và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: cà phê, nâu. Con số may mắn: 75, 40, 92 và 18. Bí quyết cải mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Trong 6 ngày cuối tháng 8 âm lịch này, tránh tâm nghi kỵ, vợ chồng nghi kỵ nhau, cuộc sống xáo trộn, mệt mỏi khó an yên, bố mẹ nghi kỵ con cái, khiến chúng không dám chia sẻ, trở thành những đứa trẻ thích nói dối, trộm cắp, cấp trên nghi kỵ nhân viên, khiến công việc khó thông suốt đình trệ, xảy ra tình trạng sếp càng phải ôm đồm nhiều việc. Cổ nhân có câu, dụng nhân bất nghi, nghi nhân bất dụng, đã dùng thì không được hoài nghi, đã hoài nghi thì không dùng. Ví dụ, nếu muốn giao cho nhiệm vụ gì đó thì nên chọn lựa trước thật kỹ càng. Một khi tin tưởng mới giao vào, lúc đó nên cho họ quyền tự quyết. Ngược lại, nếu cấp trên vẫn thích động tay vào thì người này sẽ không còn thấy được tin tưởng nữa và mất đi sự kết nối, việc khó thành. Sự nghi kỵ như một vết sẹo khó lành, cứ mỗi lúc lại đau nhất khi đổi trời. Ai mang trong mình sự nghi ngờ chỉ luôn trong tâm thế bất an lo sợ. Đáng sợ hơn cả tâm nghi kỵ hại cả mình và cả người, có lúc còn đẩy mình vào thế cô lập vì chẳng có thể tin tưởng được một ai.